Kết dù tự chiến ở biên giới Việt-Lào tháng 4 tháng 5 1970 của tác giả Vương Hồng Anh. Xin mời bà con mình cùng nghe. Cuộc hành quân Delta 51 của lực lượng đặc biệt Việt Nam Cộng Hòa. Vào tháng 3 năm 1970, tình hình chiến sự tại khu chiến thuật 11 Quảng Trị Thừa Thiên đã sôi động trở lại. Cộng quân tung nhiều cuộc tấn công vào một số căn cứ do các đơn vị sư đoàn 1 bộ binh phòng ngự ở phía Tây. Đến cuối tháng 3 năm 1970, tình báo ghi nhận rằng Cộng sản Bắc Việt đã điều động nhiều đơn vị chủ lực từ miền Bắc xâm nhập vào khu phi quân sự và chuyển quân ồ ạt qua đường mòn Hồ Chí Minh vào Nam và xây dựng nhiều cứ điểm phía Tây Quảng Trị, bên kia biên giới Lào-Việt. Trước những diễn biến về hoạt động của Cộng sản Bắc Việt, Bộ Tổng Tham mưu Quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã chỉ thị cho lực lượng đặc biệt tổ chức cuộc hành quân xâm nhập vào khu vực biên giới Việt-Lào để thực hiện kế hoạch truy lùng địch. Tư lệnh lực lượng đặc biệt lúc bấy giờ là Chuẩn tướng Phạm Văn Phú đã điều động hai đơn vị xung kích thiện chiến của binh chủng, đó là Trung tâm Huấn luyện Hành quân Delta và Tiểu đoàn 81 biệt kích nhảy dù. Theo kế hoạch, hai đơn vị này phối hợp với toán B-52, lực lượng đặc biệt Hoa Kỳ và phi đoàn 282 trực thăng Hoa Kỳ hành quân vào phía tây bắc tỉnh Quảng Trị. Cuộc hành quân được đặt tên là Delta 51, với ngày N là 6 tháng 4 năm 1970, và dự tính kết thúc vào giữa tháng 5 năm 1970. Để giúp bạn đọc một số thông tin về chiến tích của biệt kích nhảy dù, chúng tôi đã biên soạn và tổng hợp về cuộc hành quân nói trên. Bài viết dựa theo tài liệu của cựu thiếu tá lực lượng đặc biệt Phạm Châu Tài và một số bài viết trong tạp chí KBC. Bản tin chiến sự của Tổng cục Chiến tranh phổ biến cho báo chí trong cuộc hành quân Delta, cựu sĩ quan lực lượng đặc biệt Phạm Châu Tài là đại quý và giữ chức vụ đại đội trưởng thuộc tiểu đoàn 81 biệt kích nhảy dù. Một thời gian sau, ông được thăng cấp thiếu tá và giữ chức chỉ huy trưởng bộ chỉ huy 3 chiến thuật thuộc liên đoàn 81 biệt kích nhảy dù. Vào ngày 29 tháng 4 và sáng 30 tháng 4 năm 1975, thiếu tá Tài đã chỉ huy chiến đoàn biệt kích nhảy dù bảo vệ Bộ Tổng Tham mưu Quân lực Việt Nam Cộng Hòa và vòng đai phụ cận. Vào những giờ cuối cùng của cuộc chiến, chiến đoàn do thiếu tá Tài chỉ huy đã đánh một trận để đời. Trong vòng 15 phút, bắn hạ gần một tiểu đoàn cộng quân, bắn cháy 6 chiến xa và một đại pháo phòng không của Cộng sản Bắc Việt. Bốn đơn vị tham dự cuộc hành quân Delta 51. Trở lại với cuộc hành quân Delta 51, theo tổ chức của lực lượng đặc biệt Việt Nam Cộng Hòa, Trung tâm Huấn luyện Hành quân Delta đảm nhận trách nhiệm hoạch định chương trình nhảy toán xâm nhập vào mật khu địch trong rừng sâu, khám phá các căn cứ địch và theo dõi sự chuyển quân của Cộng sản Bắc Việt từ đường mòn Hồ Chí Minh xâm nhập vào chiến trường Trị Thiên, Tam Biên, biên giới Việt, Campuchia, Lào, Lộc Ninh, Bình Long, Tây Ninh. Tiểu đoàn 81 biệt kích nhảy dù gồm 6 đại đội xung kích và một đại đội chỉ huy. Mỗi đại đội có đủ khả năng tấn công và tiến chiếm các mục tiêu do các toán Delta chỉ tọa độ hoặc mở những cuộc tấn kích bất thần vào các cứ điểm Cộng sản Bắc Việt. Tiểu đoàn này và Trung tâm Huấn luyện Hành quân Delta cùng hai đơn vị trừ bị của lực lượng đặc biệt với nhiệm vụ giải tỏa áp lực địch trong trường hợp một trại biên phòng bị đối phương bao vây. Xin mở ngoặc, giữa năm 1970, lực lượng đặc biệt được lệnh giải tán, tiểu đoàn 81 biệt kích nhảy dù sáp nhập với Trung tâm Hành quân Delta để trở thành liên đoàn 81 biệt kích nhảy dù. Xin đóng ngoặc. Toán B-52 lực lượng đặc biệt Hoa Kỳ có nhiệm vụ yểm trợ trực tiếp cho Trung tâm Huấn luyện Delta về quân trang, quân dụng, vũ khí, cũng như các nhu cầu cho kế hoạch huấn luyện và thám sát hành quân Delta. Để đáp ứng nhu cầu hành quân theo kế hoạch Delta,
toán B-52 lực lượng đặc biệt Hoa Kỳ tuyển mộ trang bị trả lương cho 12 toán thám kích tiền phong, cũng như hai đại đội biệt kích quân, dân sự chiến đấu cải danh. Người Việt sắc tộc Nùng và Việt gốc Nguyên, hai đại đội biệt kích quân này có nhiệm vụ phòng thủ doanh trại, cũng như tham gia chiến đấu trong các cuộc hành quân Delta. Phi đoàn 281 trực thăng nhảy dù là một phi đoàn chuyên thả toán và bốc các toán đã hoàn tất công tác rút khỏi vùng hành quân. Phi đoàn được trang bị những chiếc thăng dây và những sợi dây lòng thòng để các toán Delta dễ dàng lên xuống trong một vùng không có bãi đáp. Tuần đầu của cuộc hành quân. Sáng ngày 6 tháng 4 năm 1970, toàn bộ lực lượng tham chiến được vận chuyển về Cam Lộ, qua Cùa và đến Mai Lộc thuộc tỉnh Quảng Trị, về hướng Tây. Hai sĩ quan chỉ huy cuộc hành quân này là Thiếu tá Phan Văn Huấn, chỉ huy trung tâm huấn luyện và hành quân Delta, Thiếu tá Trần Phương Quế, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 81 biệt cách nhảy dù. Tại Mai Lộc có trại lực lượng đặc biệt nằm trên một đồi cao, chung quanh là núi rừng. Căn cứ hành quân Delta được thiết lập và bố phòng bên phía trái của trại Mai Lộc. Trước cổng trại có một phi trường giả chiến cho phi cơ loại nhẹ có thể đáp xuống được. Những căn lều dù được dựng lên song song với việc đào giao thông hào hố cá nhân chiến đấu, hầm chống pháo kích. Ngày 7 tháng 4, phi đoàn 281 trực thăng Hoa Kỳ đáp xuống Mai Lộc. Các hoa tiêu và xạ thủ phi hành cũng dựng lều trong căn cứ hành quân. Sau phần thuyết trình của toán trưởng, các cảm tử quân lần lượt lên phi cơ để tiến hành xâm nhập. Một chiếc CNC do Thiếu tá Huấn chỉ huy và cố vấn Hoa Kỳ bay trên cao, một trực thăng cấp cứu, hai trực thăng võ trang hậu tống và chiếc trực thăng cuối cùng dành cho toán cảm tử quân xâm nhập vào vùng địch. Trong khi đó, các đại đội biệt kích nhảy dù tuần tự lên phiên ứng chiến để kịp thời giải cứu toán Delta trong trường hợp khẩn cấp hoặc khai thác các mục tiêu do toán Delta tìm thấy. Những ngày kế tiếp, toán Delta và toán thám kích tiền phong được đưa vào vùng hành quân. Chiều ngày 12 tháng 4 năm 1970, một trực thăng CNC do Trung úy Hoàng Xuân Cường bay đi liên lạc với các toán. Vì bay quá thấp để quan sát, nên cộng quân đã bắn trúng phi cơ bằng B-40. Phi cơ nổ tan, tất cả phi hành đoàn và Trung úy Cường mất liên lạc. Ngày 13 tháng 4, đại đội 2 biệt cách nhảy dù do đại đội trưởng Trần Duy Bình chỉ huy được tung vào vùng hành quân với hy vọng cứu thoát được những người may mắn sống sót. Khi cánh quân của đại đội 2 vừa nhảy vào khu vực phi cơ bị trúng đạn ở khu vực Nam Lao Bảo thì chạm súng dữ dội với một tiểu đoàn cộng sản Bắc Việt. Trận chiến kéo dài từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Nhiều lần bộ chỉ huy hành quân hỏi xem đại đội 2 có cần tăng viện không, nhưng đại đội trưởng Trần Duy Bình đều trả lời không cần thiết. Đại đội 3 biệt cách nhảy dù do đại úy Phạm Châu Tài chỉ huy ở căn cứ hành quân được lệnh sẵn sàng vào khu vực hành quân bất cứ lúc nào. Tin từ đại đội 2 cho biết, cộng quân đã sử dụng súng cối 82 ly pháo vào vị trí đại đội. 10 giờ đêm, tiểu đoàn trưởng là Thiếu tá Trần Phương Quế gọi đại úy Tài vào trung tâm hành quân. Ông cho biết tình hình của đại đội 2 rất trầm trọng, đang bị cộng quân bao vây. Ông chỉ định đại đội 3 do đại úy Tài chỉ huy nhảy vào trận địa để giải vây cho đại đội bạn. Trên bản đồ hành quân, Thiếu tá Quế chỉ cho đại đội trưởng đại đội 3 biết vị trí đổ quân. Trong khi đó, tại trận địa, cố vấn Hoa Kỳ nhảy theo đại đội 2 đã gọi phi tuần phản lực từ hạm đội 7 vào oanh kích chính xác vào các vị trí mà cộng quân đang khai triển đội hình để bao vây đại đội biệt cách nhảy dù nói trên. Từng trái bom napalm được thả vào vị trí của địch quân, tạo nên những cuộn lửa khổng lồ và những tiếng dội thật lớn. Lợi dụng sương mù đang phủ xuống những vùng đồi núi ở phía nam Lao Bảo và sự không yểm của phi tuần khu trục làm cho đối phương kinh hoảng, đại đội trưởng Trần Duy Bình điều động và hướng dẫn đại đội 2 vượt thoát được vòng vây của cộng quân. Đến 6 giờ sáng ngày 14 tháng 4, đại đội 2 đã tìm được một bãi đáp tương đối tốt. Đúng 7 giờ sáng, 10 trực thăng của phi đoàn 281 sẵn sàng cất cánh tại Mai Lộc. Từ vùng chiến trận,
Đại quý Bình yêu cầu xạ kích quanh bãi đáp trước khi trực thăng đáp bọc đại đội 2 trở về. 9 giờ 15 phút, chiếc trực thăng thứ 10 đưa những chiến binh biệt cách nhảy dù đáp xuống Mai Lộc. Đại đội 2 mang về một số vũ khí địch gồm một khẩu súng cối 82 ly, hai khẩu trung liên và 8 AK. Phần đại đội có 6 chiến binh tử thương, 12 bị thương được đưa về căn cứ. Ngày 15 tháng 4, đại đội 3 biệt cách nhảy dù do đại úy Phạm Châu Tài được điều động nhảy vào vùng giao tranh để kiểm soát chiến trường. Khi đại đội có mặt tại trận địa thì cộng quân đã rút đi, để lại vô số xác chết. Biệt cách nhảy dù bắt được một thương binh cộng sản Bắc Việt, thẩm vấn tại chỗ. Thương binh cộng quân này khai quê quán tại Yên Bái, xâm nhập qua Bến Hải và được bổ sung cho D5 thuộc công trường 316. Lục soát trận địa, đại đội 3 biệt cách nhảy dù thu thêm hai khẩu B40, 4 AK-47, 2 CKC. Đến trưa ngày 15 tháng 4, 1970, đại đội 3 rời vùng hành quân, mang theo chiến lợi phẩm và 6 tử thi của chiến binh đại đội 2 biệt cách nhảy dù. Từ ngày 16 tháng 4 năm 70, các đại đội biệt cách nhảy dù lần lượt được đưa vào vùng hành quân. Mỗi ngày đều có các phi vụ thả các toán xâm nhập và bốc các toán đã hoàn tất công tác tại căn cứ. Vào thời gian này, các toán Delta nhảy đơn độc, không có cố vấn lực lượng đặc biệt Hoa Kỳ như trước. Chỉ có cấp đại đội mới có cố vấn nhảy theo. Các cố vấn đại đội được phân nhiệm vụ hướng dẫn phi tuần oanh kích của không lực Hoa Kỳ yểm trợ cho cuộc hành quân. Ngày 21 tháng 4, đại đội 4 biệt cách nhảy dù do đại đội trưởng Đào Minh Hùng chỉ huy được thả xuống khu vực Khe Xanh, nơi mà trung đoàn 26 thủy quân lục chiến Hoa Kỳ và tiểu đoàn 37 biệt động quân đã tự chiến với hai sư đoàn cộng quân Bắc Việt trong 10 tuần lễ ròng rã vào mùa xuân Mậu Thân năm 1968. Sau khi thủy quân lục chiến Hoa Kỳ rút khỏi Khe Xanh vào giữa năm 1968, khu vực này đã được bỏ ngỏ, trở thành vùng oanh kích tự do của không quân Việt Mỹ. Hai năm sau, các chiến binh của đại đội 4 biệt cách nhảy dù đã xâm nhập vào Khe Xanh để thám sát mục tiêu này. Bây giờ Khe Xanh đã hoang tàn với cỏ tranh cỏ lau phủ đầy. Hai ngày sau, toán Delta do biệt cách nhảy dù Lưu Huỳnh chỉ huy nhảy vào khu phi quân sự, khám phá dấu vết chuyển quân của cộng quân, bắt sống được một giao liên. Bài viết đến đây đã hết. Xin cảm ơn tác giả Vương Hồng Anh và cảm ơn bà con mình đã lắng nghe.